nấm được. Ăn không cô thử đi. Đi dùng nhà xin đi. Đi ô ra xỉa ra. Ồ, ở đây có món ốc ngon quá. Hấp dẫn quá. Đây là mực và ốc. Ê, hấp dẫn quá, giờ sao đi vô trong kia chụp hình xong đi ra ăn ha. Thôi bây giờ mua ăn đi. Mua ăn đi chị. Mua ốc bên đây nữa nè. Mua cái nào chỉ đi thương cho người ta làm thôi mà mình mát. Ok, 100. Ăn một hả? Đây, má mày đang mua ốc. Hai con gái đây. Hai Hải đây. Dio nè, Dio đang ăn gì vậy con? Dio, hello. Chắc không qua buổi sợ luôn. Sao chắc không ai đâu ba? À, chắc không ai màu trắng đây hả? Qua đây coi coi. Đây là bà ngoại nè, đây là cổ hoa bự quá. Wow, bự bằng cái tay mình luôn nè. Trái dưa hấu cũng bự nữa cả nhà. Trái dưa hấu nè, bự nè. Trái dưa hấu bự quá trời luôn. Mình đi vô trong làng cũng phần cổ hoa trong ngụ nè. Cái này là ốc gì hà, không có biết cái hoa. Đó cái tâm của em luôn rồi. Đây là món ốc. Ăn thử bà Hải. Đây mới tăng đi ngoài. Nó mất đi. Ngon không bà Hải? Nước bia. Đâu rồi, chúng ta đâu hết rồi nhỉ? Hàm vô đâu rồi? Đây là cái chạy mông tung là sợ. Thác thủ ba phúc thủ. Đây là xúc xích. Hay. Đi ở đây cả nhà. Mua xúc xích. Đi đến đâu là ăn tới đó, đi Đài Loan là chỉ có ăn thôi. Ngon quá à. Ốc quá ngon. Cái này na ná như là trong phố cổ Hội An, nhưng mà ở đây nó là bán đồ nó nhiều hơn gấp rất nhiều lần. Không biết rồi. Vô đang rảnh chị. Vô đang rảnh chị. Rồi. Không biết cái điểm đến nó là như thế nào. Mà là anh nhìn lọc quá trời. Tương nghiệp em cầm cái này nè. Em cầm cái này nè. Rồi. Không biết là cái điểm đến là nó đẹp hay là nó lạ hay là đặc biệt như thế nào không biết, là bởi vì ở đây khách rất đông. Rồi. Rồi, ở đây khách rất là đông. Họ đi đến thử nó làm sao không biết là khách đông. Rồi. Không biết khách đông này, không biết do cái cách người ta tổ chức tour du lịch hàng ta bia nè này nè, đó đúng rồi, do người ta bia hay là người ta tổ chức tour hay là như thế nào tốt mà ở đây khách rất là đông.
kinh doanh ở đây kinh doanh rất là tốt. Giờ nhường lại cho có gì đâu, nó không cắn được, nó tức cái gì đâu. Mami và Mio ăn chưa, đi thôi, đi thôi, đi chơi đông lắm, đông lắm, lạc á. Sorry à, sorry, chưa tới nơi mà giờ ngăn uống hết thời gian còn dài lắm. Rồi, ba nắm tay, nắm tay. Rồi nắm tay chặt nha, nắm tay chặt nha. Ba đồng quá, đây. Đồng. Trời. Sợ quá, đi kìa. Đi đi mà có hai bên đường bán đồ rất là nhiều, đồ lưu niệm rất là nhiều. Hai bên đường bán đồ lưu niệm quá trời luôn. Ở đây kinh doanh rất là tốt. À, chiếc nhẫn nào? Thôi không được rờ vào nhá, chỉ xem thôi. Rồi đi nha, đi tiếp con, đi đi. Rồi đi, đi theo ba, đi theo ba. Ở đây khách quá đông, chắc có lẽ là mùa hè, bởi vì ai cũng được nghỉ ngơi và đi rất là đông. Rồi. Này bán đồ rất là nhiều. Hả? Trứng phá lấu nè. Món đặc sản. Trứng phá lấu. Trứng phá lấu hả? Đây. Coi đây. Nào quay cho cả nhà. Đây. Đây là trứng phá lấu nè. Không biết phải gọi là trứng phá lấu không nè. Không biết đúng tên là cái gì. Nhưng mà ăn thì nó giống như là cái mùi phá lấu. Này toàn là đồ ăn ngon thôi. Đi từ đầu đường đến giữa đường là ăn no cái chợ rồi. Hai bên đường bán đồ quá trời quá đất luôn. Chưa đến được là cũng còn nữa mà đã ăn quá trời quá đất rồi mà ăn no thì đi bộ không nổi. Mệt mỏi. Xong nó mới cứ quay cái máy. Nó mới cứ quay cái máy làm đi ơi. Cũng nó mới nhận. Con không thích quay phim. Trời ơi, đổ mồ hôi, thành công cái quán luôn nè nha. À, ra đến nơi rồi nè. Ra đến nơi rồi. Chắc phải ra đây không ta? Lên đó hả ta? Quay cho cả nhà xem ha, bánh thôi nè. À. Này, quay về thôi á. Bánh. Sao đi hoài không tới nơi ta? Có bạn nào đã đi Củ Phần chưa? Nói cho Hà biết coi khi nào sẽ tới nơi. Sao mà đi hoài không thấy tới nơi, đuối quá. Chị đang ở Củ Phần nè em. Đây là món đậu hũ thúi, phải không ta? Nghe mùi em này là đậu hũ thúi phải không Hương? Đúng rồi, nghe mùi là thấy thúi rồi. Đậu hũ thúi. Món này hàng không biết ăn. Thôi lên. Đã ra điệu Mio rồi. Điệu Mio nặng rồi là còn phải lên dốc nữa. Là phải như cái đường nói. Ô, có cái món này lạ quá. Không biết món gì đây. Không biết là bánh gì nữa. Cái nước ép dưa hấu. Ở đây sao mà nhiều món ngon quá đi. Nhìn cái gì cũng hấp dẫn hết trơn á.
ở đây là ở tiếng Việt là phủ phòng Đà Lạt. Ở đây có món bánh gì đó, không biết là món bánh gì. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là không còn bụng để mà ăn nữa. Hết bụng rồi. Hết bụng ăn rồi, à đây chè. Rất là nhiều loại bánh luôn. À, Huyền Hân ơi, chị không có biết. Ăn kem đậu phộng đi. Ngon lắm hả anh Nguyễn? Chắc chút nổi dòng ra mua. Bây giờ đúng quán. Ôi trái cây nè. Trái cây đã quá ta. Connection. Mất mạng ơi. Mê dặn cái điệu. Mio đang nhớ ra Mio cặp cái gì Mio cũng ngậm hết á. Không biết là sắp tới nơi chưa. Ước nó cả nhà ở chỗ mọi người hấp dẫn á. Ăn no rồi mình nhìn thấy hấp dẫn quá chị nổi nè. Chắc sắp ra tới nơi rồi đó. Thấy có ánh sáng rồi. Ê chụp hình nó có đèn lồng không? À, bạn Du Phan Nguyễn nói là đặc sản là bánh khoai môn, chắc ra đến đây rồi. Đây đây chắc là đến đây nè anh. Hết đường. Thôi bà Hải đuối rồi. Quá đuối rồi. Bây giờ cứ lên dốc không à, ở về chắc đi xuống dốc chắc nó dễ. Mệt quá. Điều cái anh này. Anh này anh chắc cũng chục ký rồi. À điều còn đỡ hơn là bé. Đợi khỏi tay hơn gì. Bé là đi không có nổi luôn. Tại vì ở đây đi đi đường đó dốc không có đẩy xe đẩy được. Quá dài luôn. Rồi ra đến đây rồi nè. Không biết tới đâu nữa. Quay cho mình xem. Chắc là đi lên ngã ba đó mới đúng đúng không ạ? Đúng rồi, ngã ba về nó trái đó. Chắc là đi ngã ba đó mới đúng rồi. Hay là ra luôn rồi á. Ôi đẹp quá. Kenny Huỳnh ơi, chị không có biết nói tiếng Trung, chị biết nói tiếng Anh thôi. Núi đẹp chưa? Quá đúng rồi. Rồi đẹp quá. Để lên nữa hả? Bây giờ không biết đi đâu đi. Chắc là mình đi lên ngay cái chỗ cái đường ở ba quẹo nãy á ba. Đi. Thấy mọi người đi đây đi có đúng không? Ba mẹ tới chưa ba mẹ? Đi đi. Chút xíu đi. Không biết nữa con. Thôi nha, đứng đây nha. Thở chút xíu thôi. Sorry đâu. Đi đây nè. Ô. Đâu chai nước đâu. Nước không? Có cả nhà ơi. Đây, chà nè. Cái đứa đang gãi đầu. Đi ra đây đi. Nhìn. Đi ra đây con. Đi ra đây gãi đầu. Không biết không biết là đã đến nơi chưa nữa. Ồ, nắng quá. Chắc mình xin dừng cuộc chơi. Mình đi đến đây mình chụp hình ngay đây là mình được rồi đó. Rồi mình đi ra mình ăn. U lỗ khỏa nè. Xin dừng cuộc chơi chứ mình đi không nổi tới đích rồi. Cũng may là ở đây là không có chen lấn mất trật tự. Ở đâu nó cũng rất là hệ thống và nhiều nhất. Cậu thuộc sao? Bạn nhỏ đang uống nước nè. Ba mẹ ơi, lúc nãy con vừa nói chuyện. Đặc biệt là nãy giờ chưa có nghe nó móc túi. Ờ, nãy giờ không có thấy gì móc túi. Bà móc túi ở đây hả? Dạ đâu có đâu mẹ. Sao bà móc túi vậy? À, Hà không có đi tour. Hà đi tự túc. Hà đi du lịch tự túc.
còn là những cái nước mà khó đi lắm thì hãy cứ đi thôi. Còn những cái nước đơn đi đi dễ và có phương tiện công cộng thì ta ở đây đi lên trên này thì làm mất cái xe riêng chở nguyên một cái gia đình nhà đi. Không có đi phương tiện công cộng, còn trong mọi thành phố vòng vòng này đi đấy. Thôi đi vô quán ngủ uống trà đi. Để. Ok. Thôi bây giờ hãy đi vô quán ngủ uống trà. Sáng rồi. Dạ. Đây đây. Cô hát mù chơi ba chạy mù chơi quá. Hỏi ép kìa. Nó hỏi ép cho má mẹ. Cô ép ỏi, ỏi ép. Nó hỏi em thơm quá. Hai bình. Bình Doraemon hai bình hả? Có hai bình. Ủa thì khác nước quá này. Cái gì? Nó hỏi em. Ai uống nổi chơi đi, có uống nổi ép không? Leon à? Thơm quá, thơm quá. Đây, chơi đi, uống đi. Đây, nước ổi ép đây. Nó ép ra. À, chơi đi, muốn ăn ổi. Rồi, mua một hộp đi. Thơm quá, mua một hộp đi. Mua một hộp đi. Rồi, từ từ, để ngoại mua con. Rút ra cho em. Em đang uống nước hết. Rồi, ở bên Đài Loan này đủ cá là đi cho mấy rất là nhiều yêu chơi ở Việt Nam đó cả nhà. Uống trà xong rồi chút nữa đi vòng bên kia được nghe cái phố đèn hồng đó là hết rồi. Ủa còn thả đèn ở thập phần. Thả đèn là thập phần, đi qua thập phần. Mấy giờ chị? Thôi đi vô ra đi. 5 giờ không? 4:50. Uống trà hả? Hết giờ rồi. Mấy giờ? Không qua tập phần ba. Cầm cầm cho chị ha. Thank you. Hỏi đó cho chị đi ăn đi, cho đi ăn. Chị đi ăn rồi. Có bún xào vậy. Đấy, mình đâu phải người khác. Muối này còn ăn được không? Một lấy miếng dưới. Lấy miếng dưới để không có muối. Tính đi đâu? Ngon hết đi. Đi đi ăn mà. Không có cây. Cái miệng thì uống về luôn. Ngô uống nước ngọt ép thay chua đây. Ngô uống nước ngọt ép không nha? Ngô đang uống nước ngọt ép là mấy cô chú. Hello. 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 Hello kìa, mèo cười đi. Rồi bye bye kìa. Rồi thôi đi ra nhá. Thích cái này. Đi. Rồi đi ra. Ở đây ông điện cũng hỏi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi bye bye. Rồi kiểm tra. Kìa, coi chừng nha. Bây giờ mình đi ra. Đi vô rồi lại đi ra. Các phải chụp một vài tấm hình lưu niệm. Đây là nước ổi ép thành Doraemon. Cũng giống như đang uống bình sữa. Thì xin quá mức. Giống ở nhà mình có con cái bớp bớp á, nhớ không? Không có. Cái màu vàng á. Âu âu âu. Cũng giống nhau thôi. Ở đây có cái nhà cổ nè, giống Hội An quá. À đây là tiệm uống trà nè ba ơi. Tea house. Cảm giác không quan trọng. Coi đi, ba đứng đợi chứ. Coi đi, ba đợi. Ba Hải rút con mốt chơi mèo uống cái mỏ cầm.
bước đi, bước bước đi con. Bạn nó đi qua thập phần để thả đèn kìa. Thôi đi qua kia đi thôi, trời sụp nắng rồi. Thôi thôi thôi, đồ hỏi con lâu nè. Rồi đi đi đi. Bye bye cả nhà nha. Cả nhà đi qua thập phần. Rồi đi. Đi qua thập phần có gì hay sẽ live stream cho cả nhà nha. Bye. Chị ơi. Chào Cherry, bye bye nè. Bye bye kìa con. Con bye bye cô chú đi con. Mày cũng bye bye. Rồi, đi. Bye.